kiếm được con kem mình bỏ bí ẩn cũng được, đâu sao. À, trừ giáp thân phép con này đi. Omae wa mou shinde iru. Ờ, uống hết đam Warwick 3. Ừ, Warwick 3, Warwick 3. Hết đam chưa cưng? Hết đam chưa? Nani? 20 mấy đam lắm gì cưng? Ô, tàn hình biến tiêu luôn, đi luôn. Warwick 3 cũng kinh đấy. Tụt điểm nhanh nhỉ? Nhanh chứ sao nhanh bạn. Đam mê thần tài là đi nhanh lắm. Ván trước đây, đam mê thần tài 12 round, đúng 12 round thua luôn ấy. Flashback. Không ăn được luôn, đi luôn à? Nope. Đi luôn này, không ăn nổi một nhà nào luôn. Đổ được cái hũ 12 thì ngon nhờ. Cái đâu ra con Lee Sin với lại 8 cái Neko. Sai rồi. Yeah. Ôi đẹp biết đẹp. Cái này đẹp thế. Xịn các bạn lại trả xịn. Ra ke liền. Ra ke ngon 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 ngon. Đây xe nói ngon. Shadows. Xe. Ke men. Anh cao liền. Ngon ngon. Bây giờ là kiếm con biển bỏ vào trước đi nhỉ. Má rồi vậy mà Evelyn không lên được 2 luôn. Ghê thật. Cho Kennen đi lên mana sớm một tí được vậy thôi. Tại nhét team mình cũng không có hồi phục. Cái việc lên chết xa xa là tí thoải mái thôi. Quen cái này mình bắn hơi nhiều ở đây. Hai luôn. Mời thấy cái gì lên trước. Có thể đam Galio này. Lắm mạng thế bạn. 800 mấy chục đam rồi kìa. Thì thôi Z lại bắt cùng đao đi ha. Thôi Z bắt lại xài cùng đao vậy. Không có cùng cung thì xài cùng đao đi. Bắt thì ở đâu. Không có thì xài cùng đao đi. Đòi hỏi lắm. Đây chưa. Trời ơi bây giờ. Bây giờ mới Evelyn 2. Kiếm được con kem mình bỏ bí ẩn cũng được, đâu có sao. Rồi, trừ giáp thân phép con này đi. Nope. Trừ được. Ừ, uống hết đam Warwick 3. Ừ, Warwick 3, Warwick 3. Hết đam chưa cưng? Hết đam chưa? 20 mấy đam lắm gì cưng? Ô, tàn hình biến tiêu luôn, đi luôn. Warwick 3 cũng kinh đấy. Sen 2, mẹ game cuối rồi các bạn ạ. À. Bán đi ha. Đây là game cuối mẹ rồi. Giết con Lilia trước đi. Ờ, hút đam con Sen trước được. Bạn đưa Sen cho mình hút đam được.
mình rôn đen mà. Tại vì á, mình lên dép 3 bánh này không phải là do mình rôn hên đâu, mà là mình đang có một con dép rồi. Nó ra thêm con dép tình ăn, nên tự nhiên là bạn có 6 con. Chỉ bạn mà đang vừa mới vào bạn chưa có con dép nào, nó ra thêm dép tình ăn mà bạn rôn thêm 6 con thì nó cực phải lên. Lúc nào cũng thế. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Dễ, dễ, châu, châu, châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.